Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 5 năm 2018, đến với VATV Thanh Trang xin gửi đến quý vị phỏng vấn đặc biệt Người trẻ làm gì ngày 30 tháng 4 và chương trình du lịch với bác sĩ Nguyễn Thanh Long. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn Tiffany Lê nhân ngày 30 tháng 4 thứ 43 do Bích Phượng thực hiện. Vượng xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Đây là ngày 30 tháng 4, năm 2018. Ngày một nhóm có những em trẻ, chín em gọi là Việt Unity đến từ California và Baltimore. Các em đã có mặt tại bức tường đen vào lúc 8 giờ sáng và để tìm hiểu thêm tại sao và nhóm Việt Unity đã đến thăm DC. Xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây với Bích Phượng và em Tiffany Lee. Cô Phượng chào Tiffany. Chào, dạ chào cô Phượng cho khán giả của đài biết được một ít về Tiffany và tại sao nhóm việc Unity đã có mặt ở Washington DC sáng hôm nay. Dạ, uh, yeah. hm. tôi đang suy nghĩ là cơ bản cơ bất tường đó là, nó là giống um, dedication towards bên Mỹ, và không có cái chuyện của của người Việt Nam trước nào. rồi so, mấy đứa mấy đứa um, còn đừng làm giống bỏ thêm giống cho đồ đầu um, giống dedication cho giống gia đình với mấy người uh, người Việt Nam để cho có thêm cái cái tiếng coi như là những cái project cái dự cái dự án mà các em đã làm ra đó là theo cô biết là giống như vẽ hay những cái tấm tranh những cái tác phẩm. Dạ yeah, quý uh, yeah, viết thơ viết thơ um, được biết Không. Tiffany có làm một cái gì rất là hay mà. Uh, dạ um, cho của con đó là con làm giống cái cái hình vẽ um, của của giống um, đồ của ba mẹ cho 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 nên giật biên đó đem qua đó chiếc tàu dạ qua bên chiếc tàu um, và cái giống cái đồ giống ba mẹ đang uh, cầm theo giống cái lúc đang um, chạy là cần cần vẽ ra một cái cần là in có lên mấy cái tờ giấy đi làm ra chiếc tàu để cho um, giống symbolize um, mỗi chuyện của mỗi người Việt Nam cái đồ người ta đem theo ý, cái um, Khó khăn của mấy người đó đang đi chạy đi qua bên Mỹ. Vậy là theo cô biết á là có phải là ba mẹ con là những người thuyền nhân phải không? Boat people. Dạ. Yeah. Và Thì... khi mà họ vượt biên, họ đem thêm những cái hành trang, những cái gì mà con biết được nghe được để mà con vẽ lại, hay còn làm ra cái tác phẩm này phải không? Dạ, yeah, giống mỗi mỗi chuyện ba mẹ nói giống. Uh nay giống cái cái một cái object or gì rồi cái cái chuyện nhỏ nhỏ rồi giống cái áo đầm mẹ đem theo rồi mai lúc gần dịch biên rồi gì đó còn vẽ làm mấy cái món đó một cái chè con em còn xếp lại mấy cái tờ giấy giống này nè um, um, đi làm ra cái mấy cái chiếc tàu um, cô muốn coi không làm <laughs> theo cô được biết là con sinh lớn ở Mỹ phải không con sinh trưởng ở Mỹ dạ yeah mà con ráng con nói tiếng Việt rất là hay và cũng như con không có quên được cội nguồn, con là người Việt Nam. Con ráng con học con nói tiếng Việt và con cũng có một cái nhóm bạn thành lập gọi là Việt Unity. Mm -hmm. Thì tất cả có phải trong nhóm này là những em đều về học vẽ, học art không? Um, mỗi người là um, làm khác biệt hết. So, um, um, in, in art or uh, literature or science or um, nhiều nhiều thứ khác đúng. Hồi sáng này uh, con thấy cái, cái những cái uh, cái ánh mắt nhìn hay những cái phản ứng của những người Mỹ khi mà họ ra The Black Wall họ thấy những cái project của con cũng như theo cô được biết là có con làm một cái khăn tang rất là dài gần 500 feet kéo dài từ cái góc từ bên này qua bên kia đó thì uh, Share with uh, cho cô cũng như chia sẻ với khán giả của đài như thế nào? Um, cái đó thì giống uh, muốn muốn làm cái giống cái dedication là giống vậy làm cho nó giống như lớn một cái nó encompass everything um, cái thấy người thấy rất hay đúng và um, cũng nó cũng giống um, draw attention um, của mấy người đang đi vòng hỏi question or coi cái sao biết cái đó chỗ đó um, và um, không biết là sau, thế. sau khi mà con giải nghĩa cho mọi người biết là cái khăn trắng mà gần 500 feet như vậy đó Ừ. thì cái feeling của người ta như thế nào um, người ta giống cũng thấy cũng thấy rất hay và người ta cũng giống người đang suy nghĩ sơ sơ người ta đi um, cũng giống hỏi chút chút, chút đến và cũng you know, like, I don't know, the, cái reaction mỗi người là khác biệt luôn uh -huh. và cứ, cũng thấy giống có mấy người cũng thấy interested còn có cảm động khi mà con thấy cái bức từng đèn All the names on it. Almost uh, theo câu đoán là khoảng hình như 50 uh, 58.400 người Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Hmm. You have a chance to look at the names and uh, những cái vật uh, những cái vật gì mà người ta display ở trên cái bức tường. Con có thấy ngoài những cái cái đồ của con để đó có có hoa, có bông hay có hình hay có gì khác? Um, thấy nhiều có nhiều hoa với uh, hình của mấy cái lính giống ở uh, chuyện của mấy cái lính kia um, uh, với băng hoa cũng vậy và um, với cái đó cũng thấy cũng hay lắm. cái, cái này là lần đầu tiên con thấy cái 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 wall và con thấy cũng giống giống mắt cái gì đó không có không có chuyện của người Việt Nam trong đó rồi so con không có con... thấy tình người Việt Nam trong đó dạ rồi cái con muốn con muốn thêm cái đó con muốn thêm những cái vật để mà cho người mỹ họ cũng biết là người việt nam cũng nghĩ đến những người mỹ đã hy sinh trong chiến tranh việt nam phải không? Dạ, giống cái hy sinh của người việt nam giống hai cái hai chuyện của hai bên, Tôi sẽ biết của chuyện của hai bên luôn. Cô hỏi con cái này nè, cái này là tấm tranh này là về cái gì? ờ cái tấm tranh này là về giống uh, cái, 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 cái 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 nước của của cái chuyện của cái difficulties um, cái này cần giải thích cho tiếng anh à, tiếng thanh cần dễ hơn vậy nó là uh, symbolic of um, the the journey and the water of, of cái cuộc hành uh, trình of the uh, of the struggling of like the bằng thuyền nhân đó yes bằng thuyền đó của ba mẹ con yeah, ông hay ông là so, của những người việt nam của, của những người việt nam giống not only cái boat là nói là cho cái chuyện của người người thuyền nhân và là của chuyện của người Việt Nam của cái, cái khổ um, những cái, qua. cái khổ mà họ đã vượt qua đó yeah. theo cô thấy đây là như là hình một người đàn bà phải không actually hai cái hình của người đàn bà um, của hai bà trưng đó à hai bà trưng ok yeah. trưng trắc trưng nhị đó dạ yeah. À. cho giống symbolic của cái, cái spirit đó, đó. của, của người Việt Nam giống cái cái the fight in them in the oh, ok còn đây là chiếc thuyền dạ yeah. đây là nước sông yeah. biển phải không dạ yeah, sông biển rồi so, có mấy cái cái hình đó trong cái cái hình của nước cô hỏi con chứ vậy những cái này đó là tự con học hỏi trong lịch sách vở hay là ba mẹ kể cho con nghe hay là con có những cái nhóm bạn trong việc unity and you guys research and share with each other oh cái cái mấy cái cái này là con con research một mình cái này là chuyện con kiếm ra một mình tại con um, con cho cái cho mfa của con đó cái masters um, con cần coi theo dõi mấy cái chuyện này kiếm cho giống cái symbolism với cái ý nghĩa của nó cái nó quan trọng với con để cho làm cái cái cho để kể chuyện của um, của giống của bà mẹ với của người Việt Nam như vậy vậy là um, nếu mà con có những người bạn trẻ lớn ở đây không có muốn biết nhiều về Việt Nam hay là chiến tranh Việt Nam thì cái message của con gửi cho những người đó như thế nào What do you want to tell những người mà bằng cùng tuổi con they don't want to think much about Vietnam War um. hay là care much about uh, Cứ nghĩ và um, nó là work uh, I can say, important um, để cho phải biết cái chuyện của 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 những gia đình của mình để cho biết mình là ai luôn Biết Sẽ... mình nguồn gốc của mình là ai phải yeah, không? Yeah, yeah, cái yeah. roots của mình phải không? Dạ <laughs> yeah, tại con thấy, thấy rất là quan trọng đúng. Cô Phượng cảm ơn con và cũng như cái nhóm Việt Unity trẻ, xanh lớn ở Mỹ nhưng mà không quên cội nguồn của mình. Cô chúc các con thành công và hy vọng năm 2020 các con sẽ có rất là thêm đông bạn bè lên trên The Black Wall để mà display những cái tác phẩm mà để cho có thể vào trong nhà kho của đài tưởng niệm chiến tranh Hoa Kỳ cũng như trong lịch sử của nước Mỹ. Cảm ơn cô. Cảm ơn, cảm ơn Bích Phượng, cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn giữa Bích Phượng và Tiffany Lee. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phỏng vấn lần sau. Thank you. Thank you for the opportunity. Cảm ơn chào con. Chào con.